Nè, nói nghe nè, đang tìm hiểu về Florida sinh sống mà chưa biết chọn thành phố nào phải không? Thì hôm nay Steven sẽ giới thiệu với cô chú anh chị và các bạn những thành phố sau đây cô chú anh chị cần phải tham khảo trước khi về Florida sinh sống. Thì theo Steven tìm hiểu thì có nhiều thành phố ở Florida, có nhiều người cô chú anh chị hỏi nhất là thành phố nào có nhiều người Việt sinh sống, đặc biệt là người Việt giống như là tiệm ăn quán Việt, chỗ đi chơi, rồi nhà thờ, nhà thánh, chùa chiền được không? Thì những thành phố sau đây Steven cảm thấy theo cái bản theo cảm nhận của Steven và tìm hiểu của Steven đó, thì có hai thành phố nổi trội nhất là có nhiều người Việt sinh sống nhất, đúng ra ba mà Steven chỉ chọn có hai thôi. Thứ nhất là Orlando, nếu cô chú nào mà thích vui nhộn, có nhiều người Việt và có nhiều quán ăn, có nhiều chỗ đi chơi thì thành phố Orlando là một nơi lý tưởng. Và ở thành phố Orlando, khu nào đang nổi trội nhất? Đương nhiên có nhiều khu nổi trội nhất rồi, mà có một khu mà Steven cảm thấy hài lòng nhất là khu Winter Garden. Winter Garden là lần trước Steven có quay một cái nhà của người Anh tổ chức sinh nhật và lễ ra trường, thì Steven có làm cái video đó. Khu này nó đang mở mang rất là nhanh, nên nhà cửa xây mới, có nhiều cũng có quá từ khu đó mà đi qua tới cái khu mà người Việt, mà những trung tâm mà về thương mại của người Việt nhiều nhất ở đường Colonial á. Thì từ đó ra đó cũng khoảng từ 25 tới 30 phút chạy local nha. Chạy highway có thể nó nhanh hơn, mà thường thường mà người ta đi local nhiều hơn, khoảng từ 25 phút lái. Thì thành phố Winter Garden ở Orlando, thành phố thứ hai mà có nhiều người Việt nhất mà ở Florida mà Steven biết á, thì Tampa. Tampa là thành phố thứ nhì mà cảm thấy Steven cảm thấy có nhiều người Việt sinh sống nhất. Có nhà thờ Việt Nam, có chùa Việt Nam. Đương nhiên cũng có nhiều cái thắng cảnh chỗ khác để mình đi chơi. Và đặc biệt ở Steve, theo bản thân của Steven này, thì Steven thích thành phố Tampa hơn. Tại thành phố Tampa nó không quá nhộn nhịp, nó cũng không quá là nói thẳng ra là nó hơi relax hơn. Tại vì nếu cô chú anh chị nào thích đi như là đi câu cá, đi biển đồ á, thì nên chọn Tampa để sinh sống và về hưu. Thì thành phố Tampa nó nằm ở trong cái vịnh, bởi vậy là đi biển cũng được nè, đi câu cá cũng được nè. Và ở Tampa thì nên chọn khu nào, nói thẳng ra là giống như là cái quận nào. Thì cái quận nào của Tampa nên chọn, thì Steven hiện đang sống ở quận Pasco, là trong khu của Wesley Chapel. Wesley Chapel nó nằm về hướng bắc của Tampa, cách phi trường của Tampa là 25 tới 30 phút lái. Nó đi về hướng bắc thì nó nằm ở trong đất liền hơn, cách từ nhà Steven mà đi ra tới biển để câu cá và đi tắm biển, để đi tắm biển á, đi biển á, thì khoảng chừng 25 tới 35 phút. Tại vì tùy theo mình đi, mình chạy local cũng hên xui, khi đi highway ở Mỹ thì cô chú anh chị biết rồi. Đôi khi mình chạy mình cũng hơi bị traffic ha. Thì mình không có đón trước, tại trung quân bình cũng khoảng từ nửa tiếng tới 35 phút. Nếu mình chạy thẳng từ nhà Steven mà đi ra tới Clearwater Beach, mà một những điểm biển nổi tiếng nhất ở Florida, thì cũng khoảng từ 40-45 phút. Nói thì Steven cũng đôi khi cũng đi ra ngoài đó đi câu. Thì ba cái Steven giống như là ổng có cái sở thích là đi câu, thì Steven đôi khi cũng đeo theo mình đi câu để quay phim cho mọi người xem, để cách Florida sinh sống và đi câu cá và đi thanh thản một tí ra ngoài biển chơi. Chủ yếu là ăn đi chơi, đi câu cái thú vui thôi, chứ ăn uống không có bao nhiêu. Thì ba Steven câu con nào ông nấy cũng bự bự không à, cũng đôi khi Steven cũng bỏ lên phim, rồi đôi khi cũng không có lên phim tại vì lười. Nó thì ở thành phố thứ hai để chọn sinh sống mà Steven cảm thấy có nhiều người Việt nhất, thì nên chọn Tampa. Đó là quận thứ hai mà Steven cảm thấy nổi. Khu này nhà nó hơi cũ một tí, mình về nó không có nhiều nhà mới, mà nó rất là yên tĩnh, là khu West Chase. Cái West Chase thì bạn bè Steven cũng có sống ở nơi đó rất là nhiều. Khu thứ ba là khu Lutz. Khu Lutz từ khu Wesley Chapel qua Lutz cũng kế bên thôi, cũng khu đó cũng rất là nhiều nhà để xây bán.
Thì thành phố kế nữa Steven cảm thấy mà cô chú anh chị mà nếu thích nào về biển nhiều á thì nên chọn thành phố Sarasota, nghĩa là thành phố thứ ba là thành phố Sarasota. Thì Steven cũng có mấy người bạn từ Oregon về đó mua nhà cửa một thời gian gần đây. Khu đó đương nhiên nó nhỏ hơn Tampa với Orlando, mà khu đó cũng là một nơi để về hưu lý tưởng, tại khu đó nó gần biển đẹp, thì câu cá được. Đương nhiên nó không có nhộn nhịp nè, những cái là cái nhiều người hỏi thành phố kế nữa Steven cảm thấy mà có thể được á là Fort Myers. Fort Myers với Naples thì nó nằm ở hướng tây nam, nằm khu tương tây nam như vậy. Từ Tampa nó đi xuống thì gặp Fort Myers với Naples gì đó, thì đi hướng về Miami đó. Thì hai tất cả có năm thành phố nha, thành phố mà đương nhiên về về Naples với Fort Myers thì nó về hướng nam nhiều hơn, nó ấm hơn ở Tampa hoặc là Orlando khi vào mùa đông. Thì đương nhiên thành phố càng đẹp, có view đẹp, có biển đẹp thì đương nhiên nó có một cái giá nhà nó bán cũng rất là đẹp. Thì cô chú nếu có gia đình mình có kinh tế hoặc có điều kiện thì nên nếu chọn về Fort Myers hay là chọn về Naples cũng rất là đẹp. Nếu nhà cửa ở Tampa thì đương nhiên nó rẻ hơn những thành phố khác, thì tại vì nó nằm bên đây nó không có quá là ồn ào nhộn nhịp không, nên mà người nào thích về hưu với biển á thì hai cái combo ngược trở lại á, là nên Tampa là lý tưởng. Nhưng cả là Tampa nó nằm về hướng bên tây của Florida, nếu mà lỡ có bão về á thì nó đi về bên hướng đông nhiều hơn, thì bên phía bên hướng tây của Florida nó chỉ bị ảnh hưởng sơ thôi chứ nó không có quá vậy, giống như là dồn dập để phá cửa nhà cửa người ta phải không. Thì nếu cô chú anh chị nên chọn những thành phố nào thì có năm thành phố như sau đây Steven nhớ vừa nêu lên là thành phố Orlando, Tampa, Sarasota, Naples và Fort Myers, năm thành phố đó. Có một thành phố mà có rất là nhiều người Việt mà Steven cũng nêu cho cô chú anh chị biết ở Florida thì Miami. Thì Miami đương nhiên nó rất là đẹp, nó rất là nhộn nhịp, thì nếu cũng câu chú anh chị cũng có xem phim Mỹ thì biết rồi phải không. Và đương nhiên ở đó nó đẹp, nó nhộn nhịp thì đương nhiên nó cũng có nhiều cái hỗn tạp của nó. Thì nên cô chú chỉ đó thành phố đó là chỉ đi chơi thôi, tại vì từ Tampa mà lái xuống tới Miami cũng khoảng chỉ 4 tiếng lái thôi. Nếu người nào mà thích muốn đi với đó chơi để tham khảo chơi cho biết á thì đi Miami đi, vacation thì đi Miami được, chứ nên mà sống lâu dài thì Steven không có recommend. Cô chú anh chị nào đang tìm hiểu về Florida mà không biết chọn thành phố nào thì cũng nên chọn năm thành phố Steven mới vừa nêu lên á. Thì hy vọng video này có thể giúp cho cô chú anh chị biết rõ hơn những thành phố nào mình nên chọn để sinh sống cho tương lai. Và một lần cuối Steven cũng xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh của Steven cũng như bản thân của Steven làm video về cuộc sống của Florida trong tương lai. Thì trước đây hôm nay là lễ tạ ơn của người Mỹ, thì đương nhiên người Việt mình cũng sống ở Mỹ, đương nhiên cũng có được ngày nghỉ và cũng được ăn uống, mà đương nhiên mình đôi khi mình cũng ăn thất kỳ, mình cũng ăn miếng nhán thất kỳ quá mình làm món khác ăn. Thì hôm nay Steven xin gửi lời cảm ơn và lời chúc cả nhà mình một ngày lễ tạ ơn an bình, vui tươi và hạnh phúc. Và hẹn gặp lại mọi người ở một video rất sớm. Bye bye.